Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi câu chuyện thời sự với đề tài Đế quốc Trung Cộng bệnh trướng bác quyền bằng sáng kiến vành đai và về con đường do bình luận gia đại dương biệt soạn. Tạp chí The Economist đã đăng bài China's Belt and Road Plans are to be welcomed and worried about ngày 26 tháng 7 năm 2018 liên quan đến sáng kiến vành đai và về con đường Belt and Road Initiative gọi tắt là BRI của Trung Cộng. Báo The Economist nhận xét Dự án thế kỷ BRI giúp một số nền kinh tế mà bị thiệt hại về chính trị. Các nước mong được Bắc Kinh tài trợ, chào đón nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng từ Á đến Âu, thông qua Trung Đông và Châu Phi. Người sợ thì xem như dự án nham hiểm nhằm tạo ra một trực tự thế giới mới mà trong đó Bắc Kinh đóng dài quyền lực ưu việt. Giới chủ chặt quốc tế tìm kiếm vô vọng trên trang nhà của BRI cũng chẳng biết được chi tiết nào về mục tiêu của nó mà chỉ gặp toàn những luận điệu ca tụng BRI như là dự án toàn cầu gồm con đường tơ lụa Thái Bình Dương, con đường tơ lụa trên băng, con đường tơ lụa kỹ thuật số. Economist đúc kết, trường thông ở Bắc Kinh gọi BRI là con đường tập cận bình do quyền lực ngoại giao to lớn sẽ dẫn tới kiểu hòa bình Trung Hoa, Pax Sinica. Dư luận các nước tiếp nhận BRI hối thiết vì sự nhiệt tình của nhà cầm quyền do chính trị gia lợi nhiều hơn lợi dân dự án có xu hướng sử dụng nhiều lao động Trung Cộng, nguy cơ nợ nần trồng chất, Bắc Kinh chiếm ưu thế chiến lược, nguồn tiền từ phương Tây, Liên Âu, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu đã giúp các nước chi tiêu và nợ bền vững, tạo điều kiện phát triển. Hoa Kỳ tham gia thì thế giới có thể giảm thiểu tầm nguy hiểm của BRI, nếu không rủi ro sẽ lớn hơn là lợi ích. Đại Hàn, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đài Loan từ nghèo khó trở thành tứ hổ châu Á nhờ các nguồn tiền từ Tây Phương và các định chế tài chính quốc tế được giới lãnh đạo sử dụng hợp lý và sự cần cụ tin tưởng của toàn dân. BRI mới thực hiện được mấy năm mà các dự án từ Pakistan tới Tanzania tới Hùng Gia Lợi đều bị hủy bỏ, tái thương thảo hoặc là trì hoãn do tranh chấp về giá cả. Thứ nhất, các dự án BRI do Bắc Kinh tài trợ xây dựng trên 65 quốc gia từ Nam Thái Bình Dương qua châu Á, châu Phi, châu Âu. Một số quốc gia có xu hướng độc tài để dễ dàng tiếp nhận nguồn tiền của BRI. Giới chính trị gia các nước bị Bắc Kinh mua chuột khiến cho dân chúng mất tin tưởng vào hệ thống chính trị để dễ bề khinh loát. Cử tri Pakistan không bầu Thủ tướng ủng hộ BRI và mong được Quỹ tiền tệ quốc tế cứu nguy. Thủ tướng Mã Mahathir Mohamad duyệt xét kỹ lưỡng mọi dự án với Trung Cộng do người tiền nhiệm ký. Doanh nghiệp China Harbor đã tài trợ 7,6 triệu Mỹ Kim trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2015 ở Sri Lanka, đang bị điều tra nên hôm 21 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định thưởng 295 triệu đô la vì Tổng thống Maitripala Sirisena cho phép Bắc Kinh tiếp tục các dự án đã ký. Tổng thống phi luật tân Rodrigo Duterte nhượng bộ trung cộng về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về luật biển Permanent Court of Arbitration PCA năm 2016 để đổi lấy viện trợ kinh tế nên ngày càng bị dân chống đối. Campos từ dân chủ sang độc đảng, Lào không bàn cãi tới dân chủ. Việt Nam kiên trì mô hình độc tài như Trung Cộng, và Nguyễn Phú Trọng đang rón rén bắt chước Tập Cận Bình tôm góp quyền lực về một mối. Dân Kyrgyzstan lo sợ từ Trung Cộng sang ngày càng đông nên có thể dẫn tới nguy cơ mất nước. Phố xá hàng hóa lối sống của Tàu dần già làm thay đổi bản sắc các dân tộc tiếp nhận BRI. Hôm thứ hai, ông U. Shelly thuộc hội đồng nhà nước Trung Cộng cho biết việc cho vay VI để thực hiện dự án BRI mang tính chất hợp tác thương mại chứ không phải là viện trợ. Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã ngộ nhận nên đang gánh hậu quả. Hồi tháng 3 năm 2018, Trung tâm Phát triển Toàn cầu công bố bản nghiên cứu cho thấy 23 quốc gia có nguy cơ trở thành con nợ của Bắc Kinh trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà Lào, Mandiv, Pakistan, Mông Cổ, Tajikistan và Kyrgyzstan có nguy cơ cao hơn. Nepal đã quỹ kế hoạch cho Trung Cộng xây đập thủy điện Budi Gandaki trị giá 2,5 tỷ đô la. Myanmar, tức là Miến Điện, ủy bỏ kế hoạch cho Bắc Kinh xây nhà máy lọc dầu trị giá 3 tỷ đô la. Trung Cộng và Pakistan có hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 60 tỷ đô la đợi nới miền Tây Trung Cộng với hải cảng Wada bên bờ Ấn Độ Dương. Nhưng Pakistan quyết định rút đập thủy điện Daime Basra khỏi kế hoạch. Sri Lanka đã cho Trung Cộng thuê hai hải cảng Hambantota trong 99 năm vì không trả được nợ. Năm 2017, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận nhằm cung cấp các giải pháp thay thế đầu tư cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Á có tầm quan trọng đối với BRI để nối liền hai lục địa châu Á và châu Âu, nhưng đang là nạn nhân của Bắc Kinh. Hai cựu thủ tướng của Kyrgyzstan đã bị tống giam để điều tra vụ chỉ định thầu hai dự án điện lực và vốn từ Bắc Kinh. Kyrgyzstan có GDP 7 tỷ đô la, nợ công 7 tỷ, mà Bắc Kinh chiếm phần nửa buộc Tổng thống Surabe Janbekov tìm cách cân bằng đối ngoại qua biện pháp nối lại mối quan hệ suy yếu trong khu vực với Thổ Nhĩ Kỳ. Kazakhstan, Uzbekistan, giai đoạn 2001-2010, Bắc Kinh đã cấp cho châu Phi 62,7 tỷ đô la, nhiều hơn ngân hàng thế giới 12,5 tỷ. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất tại châu Phi với 166 tỷ đô la trong năm 2014, có thể lên tới 1.700 tỷ cho năm 2030. Nhưng khả năng cạnh tranh của châu Phi không tăng mà còn lệ thuộc vào Trung Cộng. Hãng tin Reuters hôm 6 tháng 6 năm 2018 loan tin Bắc Kinh đã sử dụng hạ tầng cơ sở của BI như hải cảng Plaus ở Hy Lạp để tuồn hàng lậu tới hung gia lợi mà cung ứng cho thị trường Liên Âu. Bắc Kinh cũng sử dụng hải cảng Hamburg để đưa quần áo và dép rẻ tiền vào Anh quốc. Thứ ba, nguy cơ quân sự do BI tạo ra có thể làm mất an ninh thế giới. Đầu tiên, Trung Cộng xây hải cảng dân sự rồi đưa tàu quân sự viễn thăm thiện trí hoặc bảo vệ an ninh. Khi quốc gia nào đã sụp bẫy nợ thì Bắc Kinh đòi thuê hải cảng trong 99 năm hoặc nắm quyền kiểm soát để làm nơi tiếp tế cho các lực lượng viễn chinh. Mỏng bình trướng bá quyền của Trung Cộng gây hại cho mọi dân tộc nên nhân loại phải hợp sức chống lại. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện thời sự với đề tài Đế quốc Trung Cộng bành trướng bá quyền bằng sáng kiến, vành đai và con đường do bình luận cha đại dương biên soạn kính chào quý vị xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự kỳ tới